Quế Vân bị đồn hẹn hò chồng cũ Diệp Lâm Anh. Giữa tin đồn hẹn hò thiếu gia Nghiêm Đức, chồng cũ Diệp Lâm Anh, Quế Vân đã lên tiếng phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là chị em thân thiết. Tối ngày 24 tháng 1, Quế Vân tay trong tay thiếu gia Nghiêm Đức, chồng cũ Diệp Lâm Anh, tại một sự kiện khai ở thành phố Hồ Chí Minh, sau khi nữ ca sĩ đăng ảnh khoác tay Nghiêm Đức lên trang cá nhân, nhiều người tỏ ra bất ngờ vì trước đó hai người chưa từng xuất hiện cùng nhau. Dưới bài đăng của Quế Vân, một số người tỏ ra bất ngờ khi cô quen biết Nghiêm Đức và có cử chỉ thân thiết với anh, một số khác đặt nghi vấn hai người đang hẹn hò. Một vài khán giả bình luận, chị quen chồng của Diệp Lâm Anh à, có lẽ nào chị và Nghiêm Đức hẹn hò, hóa ra là Nghiêm Đức. Liên hệ Quế Vân, cô phủ nhận tin đồn hẹn hò và cho biết hai người là chị em thân thiết. Họ chơi chung trong một nhóm bạn từ nhiều năm nay nhưng ít khi song hành tại các sự kiện công khai. Tối ngày 24 tháng 1, cô và Nghiêm Đức cùng được một người bạn trong nhóm mời đi dự sự kiện cùng vì cả hai có chung niềm đam mê. Đi cùng hai người còn có doanh nhân Đỗ Bình Dương, chồng của người mẫu Ngọc Thạch, chị em Nam Anh, Nam Em, stylist Dennis Đặng. Nghiêm Đức gần đây còn bị đồn hẹn hò Á hậu thể thao Việt Nam Chu Thị Ánh. Sau khi cả hai bị ghi lại khoảnh khắc khóa môi, nói chuyện thân mật trong một quán bar. Tuy nhiên, người đẹp trả lời báo chí rằng không có quan hệ tình cảm với anh Đức và từ chối bình luận về những hình ảnh bị lan truyền. Nghiêm Đức sinh năm 1991, là con trai út một gia đình giàu có, kinh doanh đa ngành ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh được nhiều người biết đến từ khi kết hôn với Diệp Lâm Anh năm 2018. Từ cuối năm 2019, hôn nhân của anh và nữ diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Đôi vợ chồng trải qua 2 năm lục đục. Hồi tháng 1 năm 2022, Diệp Lâm Anh nói Nghiêm Đức có người mới, cả hai cùng nhận thấy hôn nhân không thể cứu vãn nên quyết định đường ai nấy đi. Tháng 8 năm 2022, cả hai ra tòa làm thủ tục ly hôn. Sau phiên tòa phúc thẩm tháng 9 năm 2023, Nghiêm Đức và vợ cũ được tuyên mỗi người nuôi một con. Thiếu gia tự nguyện cấp dưỡng 50 triệu đồng mỗi tháng nuôi con gái. Quế Vân sinh năm 1981, từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và ca hát. Cô có 3 con trai và hiện là mẹ đơn thân sau nhiều lần đổ vỡ tình cảm. Giữa năm 2023, Quế Vân bất ngờ tuyên bố bán hết tài sản ở Hà Nội để về Bắc Giang xây nhà, sống cùng mẹ và hai con trai. Cô cho biết muốn sống cuộc sống bình yên, tập trung làm việc để nuôi con thay vì bon chen với những thị phi trong showbiz. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.